quay quang cảnh một lần nữa sáng ở tại Palacio, giờ chuẩn bị về phòng hang ao tí xíu nữa là xong, là đi ferry qua Varenna rồi hang ao tại Varenna chút xíu. Đây mỗi lần thì cái thao trên đó đó phải đi step lên, còn đây dạng như hotel đây là vậy nè. Shopping đây nè, shopping đi lên đó bậc thang vậy đó. Đó, hôm qua đi con đường này nè, đi lên mệt thả hơi luôn. Để đi shopping mua. Restaurant. Giờ này chưa mở cửa.